Xin chào mọi người. Vừa nãy thì mình đã làm cái video giới thiệu cái chiếc máy cơ xích Husqvarna 36 rồi. Tiếp theo đây thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc cũng là cưa của hãng Husqvarna, nhưng mà công suất nó lớn hơn một chút. Mã của nó là 240 các bạn nhé. Con kia thì vừa nãy là mình giới thiệu thì nó sản xuất tại Mỹ, còn con này thì nó sản xuất tại Thụy Điển nguyên bản các bạn nhé. Không, 240 thì con này là 40cc, hàng bãi nhập từ Nhật về và còn zin nguyên bản các bạn nhé. Đây các bạn có thể nhìn thấy hình thức của nó đây các bạn này. Con này nó là trông nó thế này, nó hơi trông nó hơi thấp thấp bị ấy này thôi, nhưng mà con này nó là nòng đứng các bạn nhé. Nòng đứng và cái này của nó thì các bạn có thể thấy rằng là nó không có cái chắn tay như cái con kia. Đây, không có chắn tay đâu các bạn nhé. Không phải là nó bị khuyết mà là nó thiết kế như vậy đấy các bạn ạ. Đây các bạn có thể thấy đây. Có thể là cái phiên bản này thì nó sẽ không thiết kế cái chắn tay và cái phanh xích. Đây, nó thế này các bạn nhé. Cái miếng ốp này nó ốp zin nguyên bản của nó, không phải là những ốp khác đâu mà nó không có cái chắn tay đâu các bạn ạ. Mà mình đi thi thoảng mình đi theo các cái thợ cắt keo, cắt bạch đàn ấy, thì đa số các máy của họ là họ tháo cái đấy ra, tháo cái chắn tay trước ra, tháo cả cái răng chó ra để làm cho nó đỡ vướng víu các bạn ạ. Nói chung là mỗi một cái thì nó có cái ưu điểm nhược điểm riêng, nếu có thì nó cũng có cái tác dụng riêng của nó, và nếu như không có thì nó cũng có cái tiện lợi riêng của nó, tùy theo thói quen sử dụng của mỗi người thôi. Con này thì đây, mã của nó 240 đây, nó có thể nói lên được là cái dung tích xi nhan của nó là 40cc. Husqvarna, cái tem Husqvarna Thụy Điển đấy các bạn này, Sweden. Tem bằng kim loại của nó đây các bạn này, Husqvarna 240S. Chữ S là hãng Super, chữ S là Super các bạn nhé. Super là loại cao cấp ấy. Sweden kia, số máy là 100-4379 các bạn nhé. Nó mình mới về chiều nay chứ mình cũng mới rửa bằng nước thường thôi. Đây các bạn có thể thấy được là nước nó vẫn còn đọng ở trên cái vỏ máy đây các bạn này. Mình mới rửa bằng nước và chưa có làm bóng làm bẩy gì cả. Nó vẫn còn cái độ thô của nó theo đúng cái hàng chất hàng cũ của nó. Cái này nếu như mà muốn đẹp tươi một chút thì là mình có thể là mình sẽ làm cho nó bóng bẩy và sáng loáng được ngay. Nhưng mà nó phải để nó khô ráo nước đã. Bây giờ nó ướt như này thì cũng không, để vậy thôi. Lên video luôn. Cái hàng này thì có khi là mình lên video thì cũng chắc cũng chỉ là 1-2 tiếng sau thì là cũng có khách đặt thôi. Vì là khách hàng đặt Husqvarna của mình rất là nhiều. Hàng lớn, hàng bé và hàng trung thì là khách cũng rất là cảm thấy rất là thích. Lố chưa? Đấy. Cái con này thì là e gió đây các bạn nhá. E gió đây. Và công tắc đây, công tắc đây, công tắc đẩy vào đây, nhưng mà công tắc tự động mở luôn. Chúng ta đẩy vào nó tắt và nhả tay ra là điện nó tự nó mở luôn chứ không phải bật lại nữa. Đây là nắp bình đựng nhiên liệu xăng pha nhớt đây các bạn nhé. Còn đây là nắp bình đựng nhớt để bôi trơn nam xích. Mình quên chưa giới thiệu các bạn về cái nam xích của nó đúng không. Cái xích này thì là còn khá là dày các bạn ạ, khá là dày. Xích này của hãng Estin các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy chữ Estin nó dập trên cái xích này, xích zin của Estin nhé. Đấy. Còn cái nam thì là nam zin của Husqvarna rồi, nam zin đi theo máy luôn đấy. Qua thời gian cũng cả với mấy chục năm rồi thì là cái nam này nó cũng đã bị han,
dỉ bên ngoài, thế nhưng mà cái chất lượng của nó thì không thay đổi các bạn ạ. Nam này còn mứt mùa hoa cải nó mới hỏng được. Đấy, cái chất thép của nó rất là tốt. Chẳng qua là vứt ở ngoài bãi mưa gió hàng bao nhiêu năm trời thì nó bị han gỉ và bong chóc mất cái chữ của hãng đi thôi. Rồi sau đây mình sẽ test tiếng nổ cho các bạn tham khảo về tiếng nổ của máy con này nhá. Mình nót cái này đi ở đây cho nhớt nó đỡ vẩy đi lung tung. Rất dễ nổ nhá. Công tắc đây, đẩy vào là tắt, bỏ ra là tự động mở này. Rất dễ nổ. Rất là khỏe luôn các bạn ạ. Hơi này, hơi cứng như máy mới luôn. Cái này trong cái trên đây nó có ghi chú cái ấy này nhá các bạn nhá. Cái chỉnh ốc xăng và ốc gió này. Đây, chúng ta vặn chặt vào. Vặn chặt vào và nới ra một vòng. Đấy, chữ tốc độ cao H này cũng nới ra một vòng và tốc độ thấp L này là cũng cũng nới ra một vòng. Thế là được nhá. Trừ khi là chúng ta bị lạc hướng thì nhiều bạn không biết chỉnh như nào thì không thể nổ được, nhưng mà đây nó có cái tem này. Đấy. Chúng ta siết vào tận cùng, sau đó là lưới ra mỗi mỗi cái ốc này lưới ra một vòng. Đây còn ốc Garanti ở bên đây, dưới đây, Garanti. Khá là khỏe, một chiếc máy này 40cc là chúng ta không những là sử dụng cho nhu cầu gia đình mà chúng ta còn sử dụng được cả đi khai thác nữa các bạn nhé. Dòng Thụy Điển này thì các bạn khỏi phải nói rồi, độ bền bỉ, năng suất làm việc và hiệu quả làm việc nó rất là cao. Cực chất luôn. Máy móc thì bao zin nguyên bản từ A đến Z. Hơi zin của nó đây. Rồi, con này mình bán với giá 2 triệu 8 các bạn nhé. 2 triệu 8 chưa gồm cước vận chuyển. Bạn nào quan tâm thì xin liên hệ với lại cửa hàng móng cái Green. Số điện thoại 0983 804 084, mình có Zalo nhá. Các bạn ưu tiên bạn nào nhắn tin qua Zalo. Mình bận thì cũng không nghe được điện thoại được nhiều đâu. Nhắn Zalo để dễ chốt, dễ giao dịch. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi.